Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các huyện vùng Đồng Tháp 10 triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, người dân tham gia chương trình được tỉnh hỗ trợ giá lúa giống, hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ số vào sản xuất, hỗ trợ chi phí mua giống, vật tư sản xuất, thiết kế, cải tạo lại đồng ruộng, hoặc mua thuê thiết bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tự động hóa, công nghệ số, phục vụ sản xuất. Cán bộ khuyến nông rồi hướng dẫn mình xạ thưa, không là xạ bón phân dư đạm. Mình thấy cái trà lúa nó phát triển hơn mọi năm. Mình so với cái năng suất mình thấy nó lợi nhuận cao hơn so với cái tập quán cũ mình xạ dày rồi xịt thuốc đầu vụ đó, mình xịt nhiều quá đi, tốn chi phí nhiều. Các mô hình điểm sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao của chương trình đã tạo điều kiện cho nông dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, mô hình còn giúp nông dân làm quen với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sử dụng thiết bị bay để phun thuốc, vừa tăng hiệu quả, vừa tiết kiệm được lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu tác động đến môi trường, hướng nông dân đến sản xuất theo hướng an toàn bền vững. Qua đó giúp nông dân tăng lợi nhuận 1,8 triệu đồng trên 1 hectare.